Một ngày thật đặc biệt đối với những nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khi được trở về ngôi chùa Bảo Quang dự lễ trao quà từ thiện. Là một nạn nhân đang công tác tại Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng, anh Trương Tiến Dũng cảm thấy rất vui và biết ơn khi nhận được món quà hỗ trợ từ Chư Ni nơi đây. Trung tâm mình cũng tổ chức một buổi để cho các em được đến nhận quà. Từ sáng sớm các em đã đến trung tâm và các em rất vui sướng khi được nhận quà. Mặc dù món quà rất nhỏ, không lớn nhưng mà đó là một món quà tinh thần cho các em. Nhà chùa cũng đã hỗ trợ cho các cán bộ nhân viên làm việc tại trung tâm. Mình cũng đại diện cho các chị em nhân viên ở trung tâm và cảm thấy rất vui. Chăm lo cho người yếu thế, đặc biệt là những nạn nhân chất độc da cam, người khiếm thị là hoạt động thường niên được Chư Ni Phật tử chùa Bảo Quang thực hiện nhiều năm nay. Đây là việc làm ý nghĩa, mang giá trị nhân văn cũng như truyền thống uống nước nhớ nguồn, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam. Thì chúng tôi vận động Phật tử chùa cũng như Phật tử xa gần đóng góp một số quà để tặng cho tất cả hội viên chất độc màu da cam thành phố Đà Nẵng hơn 300 suất. Họ không được hoàn hảo, họ luôn luôn bị thiếu thốn, đau khổ, nhiều nỗi bất hạnh. Chúng tôi rất là thương và với lòng từ bi, chúng tôi muốn chia sẻ họ rất nhiều. Sư bà cũng đem lại một cái nguồn động viên cho các cháu và cũng một cái niềm vui. Các cháu nạn nhân chất độc da cam rất là khó khăn, gia đình các cháu hầu như cũng là đều là những cái nạn nhân mà tận cùng của xã hội, vì gia đình cũng là những cái hộ nghèo và các cháu cũng là những cái trẻ yếu thế. Ở đây cũng đem lại một cái sự chia sẻ của họ đối với họ rất là lớn và một cái nguồn động lực đối với họ để họ cố gắng vượt lên. Những món quà ý nghĩa thiết thực này vừa góp phần sẻ chia khó khăn để người kém may mắn nhận được sự quan tâm yêu thương của cộng đồng xã hội, vừa là nguồn động lực to lớn giúp họ vượt khó vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.